anh sẽ đón em vào một ngày không xa. Ngon phết nha. Chứ sao nữa. Hay da. Huyết mẹ à. Đẩy con à. Đẩy con à. Đi nhanh lên. Vâng ạ. Cẩn thận không có người phát hiện đấy. Vàng kìa mẹ. Vàng. Mẹ. Mẹ ơi. Vàng kia. Nhanh lên không nó bác đi mất rồi. Lại đi đâu mất rồi. À, vừa ở đây mà. Thôi kệ mẹ. Nó là của con. À, chết chết chết. Tí thì gãy răng. Tan rồi. Ngươi định nhặt vàng của ta sao? Chị ơi, chị nói thế nào ấy chứ? Em quay lại rồi đây. Em là em nhặt được của rơi rồi nhặt lên chứ không có ăn trộm, nên tiện tay giữ có một lúc. Bây giờ chủ tới rồi thì em trả lại đây. Đủ lắm rồi đây, không thiếu cái nào đâu. Chị bảo hai thằng kia đi ra chỗ khác để em còn về. Ừ, ta sẽ cho ngươi về. Thế thì em cảm ơn, em đội ơn chị. Nhưng mà về nhà tao. Về nhà chị làm cái gì? Cảm ơn. Cứu. Cứu mẹ. Cứu với. Anh Hoàng, đứng lại. Ta có làm gì đâu. Lại còn cãi nữa à? Hả? Toàn rồi. Đang còn định chạy nữa à? À, nhìn kìa. Hả? Mẹ ghẻ. Mà cứu người. Để tụi con kéo mẹ lên. Thôi, tao không lên nữa đâu. Chúng mày để tao dưới này đi. Ở đây an toàn hơn. Về 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 về. Thả ra, mau lên. Sao mẹ lạ vậy? Nhà không ở, lại muốn ở dưới cống à? Chúng mày nhìn kìa. Không muốn ở dưới đấy thì đi cùng ta nhé. Định làm gì đây? Thả tao ra. Tất cả chúng mày đi theo ta. Đây là đâu? Con búp bê xấu xa kìa. Mày mang tao tới đây làm gì? Anh Hoàng. Đi ra. Mày thả mẹ con tao về đi. Bắt tụi tao tới đây làm gì? Chỉ những ai chiến thắng trò chơi của ta mới được trở về thôi. Mày muốn bọn tao thi cái gì? Bắt kiệt sức rồi còn gì nữa đâu. Thi cái gì á? Đội hình gì thế? Trò chơi này có tên gọi dân gian là lùa vịt. Nhiệm vụ của các ngươi là chạm chân ra khỏi vòng tròn 10 lần mà không bị lính của ta bắt. Ai mà bị lính chạm vào đồng nghĩa với việc sẽ bị loại. Các ngươi hãy cẩn thận với ta đấy. Cả ta nữa. Bắt đầu. Mẹ ơi cẩn thận, không nó chạm vào là chết tôi đấy. 1 2 Ui ui ui. Cẩn thận mẹ nha, hấp hấp cái bụng vào. Tao cũng sắp tắt thở rồi. Chúng mày ngồi ra đây. 3 rồi nha. Để mẹ. 4 rồi. Cẩn thận. Tiếp 5 rồi nha. Thế này không ổn rồi. Chỉ tốn sức mình thôi. Chỉ còn 5 cái nữa thôi là mẹ con mình. Các ngươi có thấy bất ngờ không? Cả mười. Sao mày nỡ bỏ mẹ đi? Còn 5 cái nữa thôi mà. 6 này. Để xem với thử thách này mày chạy kiểu gì. Đỡ đi. Để ta xem. Còn 2 người thì làm nên trò trống gì. Còn 2 người thôi sao? Vậy thì chúng ta sẽ đến phần thi tiếp theo nhé.
Nhiệm vụ của các ngươi là đối đầu nhau. Nếu ai ra khỏi vòng sẽ bị chết. Ngươi còn lại thắng cuộc sẽ được trở về. Các ngươi đã sẵn sàng rồi chứ? Vậy thì phần thi bắt đầu. Anh Hoàng, âm mơ cái gì? Mau lên mà đón nhận cái chết của các ngươi. Ta xin lỗi nàng, nhưng hẹn nàng kiếp sau nhé. Giờ ta mới biết chàng hãm vậy đây. Nàng, nàng hãy tha thứ cho ta nhé. Ta cũng xin lỗi chàng. Kiếp này chúng ta có duyên không phận rồi. Chàng dám làm vậy với thiếp sao? Cái đồ lương lẹo. Ta không cố ý mà. Cơ hội của ngươi đến rồi đấy. Hãy đẩy cô ta ra khỏi vòng, rồi ngươi sẽ được về nhà. Thôi được rồi, ta sẽ hy sinh vì nàng. Nàng về đi. Gì đấy? Anh đừng bỏ em mà. Trong hai người chúng ta, chỉ một người được trở về thôi. Nàng hiểu không? Không, chúng ta đã từng hứa có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu mà. Thật là một chuyện tình cảm động, nhưng một trong hai phải chết. Thôi, hãy để ta hy sinh vì nàng. Không, nàng ở lại sống tốt nhé. Mà. Thế là ngươi chọn cái chết. Đúng rồi, ngươi thả tấm về đi. Không, ta không bỏ chàng đâu. Thả ta ra. Thả ta ra, không. Nàng hãy về đi, đừng lo cho ta. Anh Hoàng ơi, đừng rời xa em. Con yêu quái kia, thả chồng tao ra. Đây là công của cô. Đã giúp cho ta thoát khỏi con sư tử cái ở nhà. Từ nay ta được tự do rồi. Anh yêu ơi, em tới với anh rồi đây. Hả? Baby của anh. Dạy là dở rồi. Baby, có thể ở bên anh đêm nay được không? Nhiều đêm còn được nữa là. Từ giờ, mình đừng xa nhau nữa em nhé. Em nhớ anh nhiều lắm nha. Chúng ta về hâm nóng tình cảm thôi nào. Đi. Anh sẽ đón em vào một ngày không xa. Ngon nha. Ngon nha. Ngoài chị ngon nè. Mẹ à. Ông anh cứ đi à. Ngoài đi à. Em là em nhặt được quả rơi, chứ em không ăn trộm. Em tạm thời giữ một lúc, nhưng mà bây giờ em lại đem miếng giả lại chị. Miếng giả lại đủ lắm. Chưa, chị bảo hai thằng kia đi đi để em đi về.